Chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Work Cartoon. Khi xem một bộ phim bất kỳ trên Disney Channel, liệu các cậu có để ý rằng trong mỗi khung giờ chuyển tiếp từ phim này sang phim khác, hay đơn giản là trong giờ giải lao của một bộ phim nào đó thì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một bộ phim nhỏ hay không? Bộ phim nhỏ được phát trong khung giờ khác biệt này có thể là về bất kỳ điều gì. Nó có thể là một bộ phim riêng biệt mới hoàn toàn, hay cũng có thể là một mẩu chuyện nhỏ về một nhân vật trong một bộ phim khác nào đó. Cũng là một điều khá thú vị phải không nào? Để thử thách sự tinh ý của các cậu thì ngày hôm nay chúng tớ sẽ liệt kê ra một số bộ phim ngắn đã được phát trong khung giờ chuyển giao giữa các phim trên Disney Channel để xem là các cậu có nhận ra những bộ nào hay không nhé. Let's go! Một, Where's My Water? Nghe vừa quen mà cũng vừa lạ phải không nào? Where's My Water là một tựa game được phát hành bởi chính Disney vào năm 2011, đã từng làm mưa làm gió trên mọi nền tảng. Cách chơi rất đơn giản, người chơi chỉ cần đào đất và làm thế nào để cho một lượng nước cho sẵn có thể rơi vào bồn tắm của chú cá sấu Swampy thì sẽ chiến thắng. Trò chơi tưởng dễ mà thật ra không dễ tẹo nào và cũng đã thử thách vô số người chơi. Tuy xuất thân là một tựa game, thế nhưng các cậu có biết rằng Where's My Water cũng từng được Disney phát triển thành hẳn một bộ phim hay không? Cụ thể hơn thì phim của Where's My Water đã từng được phát sóng vào khung giờ ngắn khi giải lao hoặc khi chuyển tiếp giữa các bộ phim trên Disney Channel. Vì được phát vào khung giờ như vậy nên đúng với tiêu chí, thời lượng của một tập cũng không nhiều, thường là từ 1 đến 2 phút một tập. Oái âm hơn là phim cũng không có tần suất xuất hiện nhiều. Cá nhân tớ thấy phim có mức độ xuất hiện khá ít và chỉ thi thoảng mới được phát sóng trong những khung giờ đó. Ban đầu, tớ không nghĩ một tựa game được yêu thích lại có thể được chuyển thể thành phim và phát trực tiếp trên Disney được, nên phải nói là mỗi lần có phim thì tớ đều theo dõi nửa bước không rời. Về nội dung, phim nói về cuộc sống thường ngày của một chú cá sấu có tên Swampy. Nhưng bối cảnh của bộ phim lại không hề bình thường, bởi nó nói về cuộc sống của một con cá sấu ở dưới cống. Ngoài Swampy thì còn có những con cá sấu khác trong bầy như Ali, Cranky và một số con cá sấu khác. Ngoài ra, nhân vật điển hình của phim cũng không thể thiếu những chú vịt cao su của Swampy. Dù không có nhiều sân khấu, nhưng những con vịt mới là thứ chủ yếu để tạo nên hình tượng nhân vật trong cả phim lẫn game. Không chỉ dừng lại ở những nhân vật cơ bản, mà thi thoảng cũng có sự xuất hiện của một số nhân vật cameo khác như Perry thú mỏ vịt, chuột Mickey, tạo nên sự mới lạ cho cả game và phim. Dù rằng thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần mà họ xuất hiện thì sẽ đều khiến chúng ta phải mong chờ, bởi mấy khi được nhìn thấy nhân vật mình thích thành khách mời của một bộ phim và một tựa game cũng hot không kém phải không nào. Còn các cậu thì các cậu đã chơi đến level bao nhiêu của Where's My Water rồi, hay là đã xem bộ phim đặc biệt này hay chưa? Hãy comment cho chúng tôi cùng biết nhé! 2. Oddboss. Có ai nhớ ra thêm những người bạn lông lá đầy màu sắc này nữa hay không? Oddboss cũng là một bộ phim từng được phát trên Disney Channel và đúng như chủ đề hôm nay thì phim từng được phát vào những khung giờ ngắn trên Disney. Oddboss là một bộ phim được sản xuất bởi Singapore và được lên sóng chính thức vào năm 2013. Có một tin vui hơn nữa là cho đến tận bây giờ, phim vẫn đang tiếp tục được phát sóng trên nền tảng Netflix và rất dễ để chúng ta tiếp cận. Phim đã ra mắt hoàn chỉnh được 2 phần và phần 3 đang tiếp tục được sản xuất. Phim có thời lượng dài 20 phút trở lên cũng có, mà ngắn dưới 5 phút cũng có. Và một trong số đó cũng từng được chiếu trên Disney. Nếu các cậu để ý kỹ, thì thi thoảng cũng sẽ thấy Oddboss được phát ở những khung giờ đặc biệt như vậy. Phim được dựng bằng công nghệ CGI nên nhìn rất chân thật và có phần nào đó khiến nhân vật hài hước hơn, đặc biệt là đối với một kiểu nhân vật nhiều lông như Oddboss. Tuy thời lượng lên sóng có hạn, nhưng phim cũng đã có cho mình những giải thưởng riêng. Về nội dung thì đúng như tên phim, Oddboss tạm dịch là những người bạn kỳ lạ, thì các nhân vật trong phim đều thực sự kỳ quặc, từ tính cách cho đến ngoại hình và cả những hành động của họ. Phim có một nhóm nhân vật chính gồm 7 người, đại diện cho 7 màu sắc khác nhau. Thế nhưng điểm chung giữa họ không thể nào nhầm lẫn, chính là đều là những sinh vật kỳ lạ, có hình thù giống nhau và nhiều lông. Đặc biệt hơn là mỗi màu sắc đều đại diện cho những tính cách nổi bật của họ. Ví dụ màu đỏ thể hiện cho sự nóng tính, giỏi lãnh đạo, màu vàng là sự ủy mị, dịu dàng, màu hồng là thể hiện cho sự đáng yêu và sang chảnh. Các tập phim của Oddboss thường tập trung vào các tình huống hài hước và thú vị trong cuộc sống hàng ngày của các nhân vật, từ việc chơi đùa, gặp gỡ bạn bè, trải qua các cuộc phiêu lưu, đến việc tìm cách giải quyết những tình huống khó khăn. Mỗi tập phim thường mang lại một câu chuyện ngắn và giải trí cho khán giả, thường là dưới dạng các tình huống hài hước hoặc bất ngờ. 3. Sum Sum. Bộ này thì chắc cũng sẽ hơi quen với nhiều người, nhưng chưa chắc là các cậu đã nhớ hết đâu nhé. Hãy để tớ nhắc lại cho các cậu cùng nghe. Phim đã được lên sóng Disney Channel vào năm 2014 và cho đến tận ngày nay vẫn được lên sóng vào những khung giờ ngắn của Disney. Nhưng chỉ tiếc là chúng ta không còn được xem nữa vì Disney Channel từ lâu đã bị xóa sổ ở Việt Nam. Phim có một cái tên mang cách đọc đậm Nhật Bản. Cũng phải thôi vì chất phim từ A đến Z đều mang những nét đáng yêu của văn hóa Nhật. Các nhân vật trong phim đều là những nhân vật quen thuộc đã từng xuất hiện trên Disney như nhà chuột Mickey, công chúa Elsa, Perry hay Gấu Pooh.
Nhưng điều đáng nói ở đây, những nhân vật này giờ đây lại có tạo hình như các cục plushie, một loại đồ chơi phổ biến ở Nhật. Chúng đều có tạo hình cực kỳ đáng yêu, với đôi mắt chỉ có một chấm như hạt đậu, thân hình chỉ vòn vẹn bằng một cục mochi và chỉ có bốn chân bé tí để di chuyển. Đặc biệt hơn, họ không hề có lời thoại nhưng lại có những biểu cảm đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Mỗi tập phim thường kéo dài từ 2 đến 3 phút, rất phù hợp để truyền tải những mẩu chuyện nhỏ nhưng đầy tính giải trí. Mỗi tập Zoom Zoom đều là một câu chuyện ngắn, thường xoay quanh một chủ đề hoặc một tình huống hài hước với các bài học ý nghĩa và sự xuất hiện đáng yêu của các nhân vật. Không chỉ là một bộ phim hoạt hình thông thường, Zoom Zoom còn là một phần trong văn hóa kawaii của Nhật. Bộ phim đã trở thành một biểu tượng của niềm hạnh phúc, thu hút sự yêu thích từ hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới với hơn 5 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ việc bán đồ chơi và các vật phẩm liên quan. Không những thế, Zoom Zoom cũng đã phát hành cả một tựa game riêng trên điện thoại và đã đạt hơn 70 triệu lượt tải trên các cửa hàng ứng dụng. 4. Zip Zip. Lại là một series nữa, nhìn thì sẽ quen nhưng chưa chắc nhiều người đã nhớ ra đâu nhé. Các cậu nhìn thử bộ Zip Zip này xem, có nhận ra nó đã từng xuất hiện hay không nào? Zip Zip là một bộ phim dài tập có thời lượng ngắn từng được phát sóng trong khung giờ ngắn của Disney Channel. Bộ phim này được sản xuất bởi một hãng hoạt hình của Pháp và được chính thức lên sóng Disney Channel vào năm 2015. Phim có tổng cộng 2 mùa và vẫn được tiếp tục lên kế hoạch sản xuất cho đến nay. Hiện tại, bộ phim đã không còn được chiếu trên Disney Channel nữa và được chuyển sang phát ở nền tảng YouTube. Lý do có cái tên Zip Zip cũng là từ những gì có trong phim. Zip Zip là một series xoay quanh cuộc sống đầy màu sắc và phiêu lưu của ba chú sói giả dạng thành chó. Chúng luôn mặc những bộ đồ giống chó có khóa kéo, vậy nên có lẽ đây cũng là nguồn gốc cho cái tên Zip Zip. Bằng sự thông minh và khéo léo thì chúng đã thành công giữ bí mật về bản thân mình trong khi cố gắng hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của một khu dân cư loài chó. Mỗi tập Zip Zip đều mang lại một câu chuyện mới và thú vị. Trong đó, ba chú sói tinh danh luôn bắt đầu ngày mới của mình bằng một cuộc phiêu lưu mới và đầy thách thức, từ việc giữ bí mật thân phận cho đến việc giải quyết những tình huống dở khóc dở cười. Chúng luôn phải đối mặt với những rắc rối và đầy thử thách bất ngờ. Từ những tình huống đó, với những thông điệp ý nghĩa về bạn bè và tình đoàn kết, Zip Zip luôn mang lại những giây phút thư giãn và đầy cảm xúc. 5. Mini Adventure Pooh. Một khung giờ tuy ngắn nhưng hợp lý dành cho các fan của cô gấu Pooh đây. Nếu theo dõi Disney đủ lâu thì có lẽ các cậu cũng một lần từng được xem bộ phim ngắn này của gấu Pooh. Vì được phát sóng trong khung giờ ngắn nên series cũng có tên là Mini Adventures, với hàm nghĩa chỉ là những cuộc phiêu lưu ngắn phù hợp với thời lượng giải lao giữa các phim của Disney. Một tập phim thường kéo dài 3-4 phút và thường nội dung các tập phim sẽ được trích từ một đoạn nhỏ trong một series lớn hơn của Winnie the Pooh. Đó là series Many Adventures of Winnie the Pooh. Về nội dung, phim vẫn nói về những cuộc phiêu lưu hấp dẫn của nhóm bạn thân thiết gồm các thành viên Winnie the Pooh, Piglet, Tigger hay Eeyore và các nhân vật khác trong rừng trăm mẫu. Đúng với chất của phim Gấu Pooh, phim luôn mang đến một thế giới đầy phép thuật và kỳ diệu. Mỗi tập phim đều mang lại một câu chuyện mới và thú vị, xoay quanh cuộc sống hàng ngày và các cuộc phiêu lưu của nhóm bạn. Từ việc đi săn mật ong, tìm kiếm bữa trưa đến việc khám phá những nơi mới lạ trong rừng, họ luôn trải qua những thử thách cuộc sống kỳ thú để rồi có những trải nghiệm đáng nhớ và hài hước. Với đồ họa và âm thanh có phần dễ thương thì Mini Adventures of Winnie the Pooh không chỉ là một bộ phim có tính giải trí cho trẻ em mà còn là một cỗ máy giúp người lớn chúng ta có thể quay trở lại tuổi thơ thông qua những tình huống hài hước và những thông điệp ý nghĩa về tình bạn và sự cảm thông giữa các nhân vật. Ngoài đem lại sự hài hước và những tiếng cười ra thì đôi khi phim cũng để lại trong lòng chúng ta những cảm xúc lắng đọng. Và đó là 5 bộ phim ngắn trong giờ giải lao của Disney Channel đầu tiên mà tớ muốn giới thiệu cho các cậu trong video này. Các cậu có muốn góp ý hay bổ sung gì cho danh sách này hay không? Nếu có thì hãy để lại ở phần comment nhé. Và cũng đừng quên xem lại các video cũ của chúng tớ tại đây. Còn bây giờ thì Way Too Weird out.